bị cho chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô lớn sẽ diễn ra hàng tuần trong tháng 9 tại kênh đào bên trong dự án The Global City. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện này là màn trình diễn nhạc nước với quy mô lớn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hệ thống phun nước và laser với công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Bên cạnh trình diễn nhạc nước, sự kiện còn có nhiều hoạt động lễ hội nhộn nhịp. Đặc biệt sự kiện khai trương vào ngày 1 tháng 9 còn có chương trình đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Chuỗi sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm tạo môi trường sống đẳng cấp cho cư dân. Thông qua chuỗi sự kiện này, doanh nghiệp kỳ vọng mang khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đến với cư dân, nâng cao trải nghiệm sống tại The Global City. Khu nhạc nước tiện ích đầu tiên đi vào hoạt động tại The Global City sẽ là một trong những điểm nhấn làm nên sức hút cho đại đô thị. Khu nhạc nước tại kênh đào đã hoàn thành đúng tiến độ của giai đoạn 1 và tiếp tục được hoàn thiện trong những giai đoạn tiếp theo. Dự kiến vào cuối năm nay, khi toàn bộ kênh đào dài 2 km đi vào hoạt động, khu nhạc nước sẽ có quy mô hoành tráng gấp 5 lần hiện tại và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện công tác chuẩn bị và kiểm tra đang được tiến hành để đảm bảo sự kiện diễn ra tốt nhất.